Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Quá tốt rồi, con cuối cùng cũng gặp được lại người rồi, mẫu hậu. Amas một level 130, con trai yêu dấu của ta, không ngờ mẹ con chúng ta vậy mà còn có ngày trùng phùng. Ta thật sự là quá vui rồi. Đằng mạc kịch độc. Mẫu mẫu hậu, người làm sao vậy? Tại sao phải công kích con? Các người mau lùi lại, thân thể của ta đã không thể nào khống chế nữa rồi. Mẫu hậu, con đến cứu người. Tránh ra, nếu ngươi không thể nào nhẫn tâm ra tay, vậy đừng đến cản đường. Bình tĩnh một chút, đừng xúc động. Mẫu hậu của ngươi bây giờ rõ ràng đã bị thúc phụ của ngươi khống chế rồi. Chúng ta nghĩ xem có biện pháp gì giải trừ khống chế trước đã. Cậu nói không sai, nhưng mà chúng ta có biện pháp gì? Bây giờ căn bản chúng ta không biết thúc phụ ông ta đang trốn ở nơi nào. Tình huống của mẫu hậu người và kiếm thành và kiếm thánh hình như có chút không giống. Ý thức của bà ấy vẫn còn thanh tỉnh, chỉ là thân thể bị khống chế rồi. Ngươi biết vì sao hay không? Có thể là bởi vì một thân phận khác của mẫu hậu. Mẫu hậu bà ấy không những là vương hậu của trung tộc, mà còn là đại tế tư của thần điện trung tộc bọn ta. Mỗi vị đại tế ti nắm giữ bí mật cổ xưa tự nhiên đều có ma pháp, đều có khả năng chống lại độc tố và các loại ma pháp. Vì vậy thúc phụ của ta mới còn chưa hoàn toàn khống chế được mẫu hậu. Nghe có vẻ mẫu hậu của ngươi khá là lợi hại. Đúng thế, mẫu hậu của ta cực kỳ cường đại, so với thực lực còn mạnh hơn cả phụ vương của ta. Nếu không phải vì thúc phụ ám toán, chiến đấu chính diện mẫu hậu của ta sẽ không thua. Nghe miêu tả này của ngươi, vậy Giai Vọng Xuyên há chẳng phải là phiền phức rồi sao? Chúng ta không thể nào để anh ta một mình chống ở trước mặt. Ngươi cũng phải tính đến trường hợp xấu nhất. Triệu hồi vật liên tục không ngừng, số lượng và chất lượng đều cao đáng kinh ngạc. Nữ trùng này rất mạnh. Hơn nữa, nó dường như nắm giữ hạch tâm bí mật của đồ vật gì đó, cho nên mình vẫn không thể nào xuất toàn lực để giết nó. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Làm thế nào mới tốt đây? Nhanh trốn đi, dũng sĩ. Đây là ma pháp ngươi không cản nổi đâu. Dịch cốt long quyền. Vẫn là đem con trai của ta nhanh trốn đi. Vậy mà lại bị xem thường. Xem ra mình cũng không còn đường lui, phải dốc hết toàn lực rồi. Xin người dừng tay đi. Cảm ơn mọi người đã đem ta đến đây. Tiếp theo hãy để ta tự mình đi hết con đường này. Cho dù đón tiếp kết quả xấu nhất, ta cũng sẽ làm tốt chuẩn bị vui vẻ đón nhận. Hy vọng như vậy, bởi vì bây giờ chỉ còn lại con đường cuối cùng. Ngươi thật sự chuẩn bị tốt rồi sao? Đang làm. Triệu hồi người đá khổng lồ. Vì sao con chưa chạy đi, con trai ngốc của ta? Cho dù vương tộc xa, vương tộc của ta sa sút thế giới hủy diệt, chỉ cần con còn sống là ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Nhanh chạy đi. Con đừng đồng ý với sư phụ và Diệp Hạo. Con từng đồng ý với sư phụ và Diệp Hạo. Chính là bởi vì sự hèn nhát và trốn tránh của con mới tạo nên kết cục như bây giờ. Cho nên con tuyệt đối sẽ không chạy nữa. Cho dù hôm nay con và mẫu hậu chỉ có thể một người sống, con cũng sẽ dốc hết toàn lực ngăn cản âm mưu của thúc phụ. Thật là tái ngộ làm người khác cảm động. Một bên là vương tử cửu tử nhất sinh quay về báo thù, một bên là vương hậu mất đi tình yêu phải chịu đựng giam cầm. Ơi, tuy nhiên mẫu tử cửu biệt trùng phùng lại chỉ có thể chém giết lẫn nhau. Thật sự là quá đặc sắc rồi. Tiếp tục. Lão tử thật muốn một rìu chém nát nó, chỉ là không có năng lực đó thôi. Ơi, là mình đề nghị để Giáp Bảo nghiêm túc đánh cùng mẫu hậu nó, lôi kéo sự chú ý của bót. Mình lại dùng con mắt chân thật để tìm ra chân thân của nó ở đâu. Nhưng con mắt chân thật chỉ có thể tìm ra con người, không biết có thể nhận biết loại sinh vật trùng tộc hình người này không. Trước không quả nữa, dùng rồi nói sau. Khởi động con mắt chân thật. Con mắt chân thật đã khởi động, đang quét bản đồ phó bản. Nhanh tìm ra chân thân của thúc phụ đi, Diệp Hạo. Có tinh hoa dị trùng của sư phụ,
Ta cảm thấy bản thân càng mạnh hơn so với trước đây. Cho dù ma pháp của mẫu hậu cũng không thể nào chống lại ta. Nếu lại nghiêm túc một chút, mẫu hậu thật sự là sẽ bị ta. Con ngoan, từ công kích của con, ta không cảm nhận được nửa phần bối rối. Con thật sự trưởng thành rồi. Phụ vương của con nếu nhìn thấy nhất định là cũng rất vui. Đây là sư phụ cô tâm dùng mạng của ông ấy để đổi lấy truyền thừa cuối cùng. Con không thể nào để ông ấy thất vọng, cũng sẽ không để người và phụ vương thất vọng. Đều đã như vậy, vậy ta yên tâm rồi. Đây chẳng phải là huyết kế bí cảnh của mẫu hậu. Không sai, đây là huyết cảnh chỉ có vương tộc huyết thống tương liên với ta mới có thể tiến vào. Con quả nhiên vẫn còn nhớ nơi này. Con đương nhiên còn nhớ. Lúc còn nhỏ, con thường quấn lấy mẫu hậu chơi trốn tìm ở chỗ này. Chỉ là sau khi lớn, con không thích tới đây nữa thôi. Nhưng mà, vì sao Diệp Hạo ngươi cũng ở đây? Ây, ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai đây? Vừa rồi không phải ta đang dùng kỹ năng tìm kiếm vị trí chân thân của thúc phụ ngươi sao? Bỗng nhiên nhận ra thì đã bị kéo vào chỗ này rồi. Xem ra Giáp Bảo đã cùng cậu ký kế ước minh, đã cùng cậu ký kết khế ước huyết kế. Cậu mới bị cùng truyền tống đến chỗ này. Hóa ra là vậy. Huyết kế sao? Vậy quan hệ của ta và Giáp Bảo có hơi phức tạp rồi. Nên tính thế nào đây? Cái này không quan trọng, mẫu hậu. Bởi vì Diệp Hạo là người đáng để tin tưởng. May nhờ cậu ấy giúp đỡ, con mới có thể thoát chết và gặp lại người. Nhìn ra được cậu ta làm rất nhiều vì con trai ta. Ta đại biểu toàn bộ chủng tộc chúng ta chân thành cảm ơn cậu. Đâu có đâu có, ta cũng là thuận tay mà thôi. Không cần trịnh trọng như vậy. Vậy thì vấn đề đến rồi. Lữ vương, ngài đem bọn ta kéo vào huyết kế bí cảnh này. Định làm gì? Giáp Bảo, con từ nhỏ đã thiện lương. Ta và phụ vương của con đều không nguyện làm con quá nhiều trói buộc và gánh nặng. Muốn để con dựa theo phương thức của bản thân mà sống. Nhưng ta không ngờ tai họa bỗng nhiên ập đến. Ngược lại khiến con trở lên trưởng thành, biến thành kiên cường đáng tin. Mẫu hậu, đây là thần khí bảo vệ thời đại vương tộc chúng ta. Ta vẫn luôn giấu nó trong ý thức, phòng ngừa bị Watt tìm được. Bây giờ ta cuối cùng cũng có thể yên tâm lấy nó giao cho con. Vâng mẫu hậu, con nhất định sẽ thề chết bảo hộ cái thần khí này. Nhưng nó rốt cuộc dùng để làm gì? Thúc phụ từng nói có thể dùng nó để đột phá trói buộc của thế giới. Chuyện này là thật hay sao? Đây chỉ là cách nghĩ chủ quan của một mình ông ta thôi. Truyền thừa thần khí này quá lâu rồi, phương pháp sử dụng nó sớm đã thất truyền. Nhưng chỉ là một lời dạy tổ tiên được truyền miệng. Chủng tộc chúng ta nhất định là phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Nếu không sẽ dẫn đến hậu quả càng đáng sợ hơn hủy diệt thế giới. Con ngoan, ta tha thứ cho mẫu hậu chỉ có thể đi cùng con tới đây mà thôi. Ta đã không thể nào tiếp tục khống chế độc tố trong cơ thể nữa. Đợi sau khi ta giải trừ bí cảnh, sẽ có một khoảnh khắc sơ hở, con nhất định là phải nắm lấy cơ hội này giết chết ta. Mẫu hậu con, đều tại con, nếu con có thể mạnh mẽ hơn một chút, tất cả vốn dĩ đều có thể tránh được. Đáng chết. Đứa con ngốc này, có thể nhìn thấy con trưởng thành, mẹ đã có thể chết mà không còn gì hối tiếc nữa rồi. Mẫu hậu mẹ, xin lỗi làm phiền một chút. Tôi có một kế, có lẽ có thể tránh được kết cục xấu sinh ly tử biệt này. Cái gì? Nhưng hoàn toàn không có cách nào giải trừ độc tố mà Watt hạ vào cơ thể của ta. Thật sự có biện pháp có thể tránh được kết quả này sao? Mẫu hậu, Diệp Hạo nói có biện pháp thì nhất định có thể. Diệp Hạo, nhanh nói cho tao biết. Cậu định làm thế nào? Để trợ thủ này của tôi sẽ giải thích cho hai người đi. Chào hai người. Tôi là AI khoa vĩ độ cực, Duy Tử, là trợ thủ nhỏ đắc lực của chủ nhân. Lại đến thêm một cái. Chỗ này trước nay đều là không gian bí mật, chỉ có ta và mẫu hậu biết. Không ngờ đến vậy mà lại có một ngày đông đúc thế này. Không cần để ý những tiểu tiết này. Quay lại chính sự, chúng ta hoàn toàn không cần cưỡng ép giải trừ độc tố, mà là khiến cho độc tố tự biến mất. Cấm quả của công chúa. Đây là
bản đồ bào chế bí dược cấm quả của công chúa, cấp bậc đại sư. Tác dụng của nó là sau khi sử dụng, lập tức tiến vào trạng thái giả chết. Trong 24 giờ sau khi kết thúc thời gian, duy trì HP sẽ phục hồi lại trạng thái. Mà trong tay của tôi, đúng lúc có nguyên liệu có thể bào chế, chúng ta có thể lợi dụng hiệu quả giả chết này để lừa Watt. Chỉ cần giết chết hắn trong 24 giờ, độc tố trong người của mẫu hậu người có thể là tự biến mất. Phương pháp này càng dư giả thời gian hơn so với suy nghĩ trước đây của tôi. Nhưng trình độ của Watt trên phương diện thuốc tệ cũng rất cao, thật sự có thể lừa hắn hay sao? Không cần phải lo, chỉ cần trình độ của hắn không đạt đến cấp đại sư thì sẽ không thể nào phát hiện được. Nhưng kế hoạch này cũng có một điểm không hoàn mỹ, nhất định là phải nói rõ với các người. Trước đó, tôi phân tích tính xung đột giữa tinh hoa dị trùng và bí dược, phát hiện sự tồn tại của nó sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc. Nếu muốn hoàn toàn lừa được Watt thì phải từ bỏ nó. Nhưng mà một khi mất đi tinh hoa dị trùng, thực lực của mẫu hậu không những sẽ giảm mạnh, đến cả tuổi thọ cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Cái này, không sao, ta vốn dĩ nghĩ chắc chắn là sẽ chết, bây giờ lại có một cơ hội sống sót. Chỉ cần có thể nhìn thấy con lãnh đạo trùng tộc lấy lại vinh quang, mất đi tinh hoa dị trùng trả giá nho nhỏ này có tính là gì? Mẫu hậu, vậy thì làm phiền cậu rồi Diệp Hạo. Yên tâm, cứ dựa theo từng bước tính toán của tôi mà làm, tôi nhất định là sẽ giúp các người có một kết cục hoàn mỹ. Giáp bảo không sao chứ? Ta không sao, chỉ là mẫu hậu bà ấy. Nhanh lên con trai, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ chết. Không mẫu hậu, tích trữ ma lực. Nếu không còn cách nào cứu được người, vậy thì ít nhất xin hãy để con tự tay tiễn người lên đường. Diễn y như thật. Nếu con đã có loại giác ngộ này, vậy ta cũng chết mà không hối tiếc nữa rồi. Đến đi con trai, tiếp một đòn cuối cùng của ta. Thật thú vị, thật là quá thú vị rồi. Vở kịch mẫu tử tương sát này rốt cuộc cũng đến cao trào rồi. Ơi, não dài, anh thật sự không ra tay ngăn cản hay sao? Mẫu tử tương tàn nói thế nào cũng quá tàn nhẫn rồi. Giáp bảo tốt xấu gì cũng từng cứu mạng chúng ta. Hiên nặng đợi kết quả đi, chuyện này chắc chắn là không đơn giản như vậy. Mình không tin Diệp Hạo sẽ thật sự để Giáp bảo giết chết mẫu hậu của mình. Cậu ta thật sự đang định làm gì? Tiểu tử này vừa rồi khi đỡ con trùng đó, lặng lẽ đưa nó cái gì đó. Tuy che giấu động tác rất kỹ, nhưng đừng nghĩ sẽ qua được mắt của tôi. Mục đích thật sự của cậu ta là áo nghĩa cuối cùng của kiếm cô tâm. Kiếm thế này, hữu sát vô sinh, sinh mệnh hồng hoang. Thật xin lỗi mẫu hậu, vì để lừa thúc phụ, con nhất định là phải dùng hết toàn lực lấy tinh hoa dị trùng của người ra. Cái này nhất định là sẽ rất đau đớn, xin người nhất định là phải chịu đựng. Người vậy mà thật sự xuống tay rồi. Chuyện này làm sao có thể? Vậy mà đến cả mẫu hậu của chính mình cũng có thể. Rất tốt, xem người chưa phát hiện tác dụng của bí dược. Tiếp theo hãy giao cho bọn ta đi Giáp bảo.